ví dụ như là đồ thùng thuốc là cái là ông ăn dông mà và ông ăn cái cấm á, mà cái cấm nó không phải là cái hành động ăn mà nó nhiều, nó cái yếu tố nó sâu xa nhiều, cái hành động tội lỗi của ông nó sâu xa hơn nhiều. Nhưng mà nhờ cái tội đó thì con Chúa mới tới, nên chi cái tội đó là cái tội hồng phúc, thì nhờ cái tội đó mà Chúa mới hứa có đứng cứu cái thế xuống đó. Thì trước giờ chưa nghe bao giờ có cái tội mà giáo hội nói cái tội mà hồng phúc hết á, tội phải chúng phải ngục hơn là tội trọng, tội nhẹ, tội này tội kia, làm gì mà có tội hồng phúc, tội mà đem lại hồng phúc thì chưa thấy. Gọi là tội hồng phúc. Là cái tội mà nó đem lại cái thành cái, nó là tội, nhưng tại sao ông ơi ông bà phạm tội mà Chúa nói đừng có ăn cái đó mà cứ ăn vì tội bị đuổi ra. Đại khái mình hiểu nôm na vậy, nhưng mà chính vì đuổi ra vậy thì nó mới đem lại cái hồng phúc, rồi Chúa mới gửi con Chúa xuống để cứu mình. Cho nên không phạm tội thì ông có ở trong điện thoại hoài vậy đó. Thì không được cái ơn đó, ví dụ vậy đó. Thì cái câu đó nó lạ lạ, là tội hồng phúc. Ví dụ như ôi tội hồng phúc nhờ cái tội đó mà con Chúa đến hôm nay sinh, ví dụ vậy, cứu con người khỏi cái chết, ví dụ vậy đó. Mà chỉ trong cái đêm phục sinh đó, nó mới dài, nó có thấp nó đến rồi gắn mấy cái cục gì trên cái xác á, đen cay hả? Nến phục sinh á, thì đen cay. Không gắn cái nến phục sinh là cái nến bự á, gắn để mình thờ á. Nào khác cái nến đó để gắn mấy cái cục nó Chúa là nguyên thủy và là tận cùng đó. Là khởi nguyên và là tận cùng á, là Chúa là đầu là cuối luôn, coi như là từ đầu cái lịch sử thế giới cho tới cuối là của Chúa hết. Là một là nó một, chứ không phải là có đầu có cuối. Tại mình không biết, mình nói đầu với cuối với Chúa là một, nó là một cái ví dụ, nó một cục gì đó, chứ không phải là, mặc dù nó kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ kia nhiều người á, đối với mình không hiểu được, giống như là Chúa Ba Ngôi vậy, mình không hiểu được, nhưng mình là vậy đó. Thì khi mà nếu là vậy thì mới giải thích được những cái chuyện khác. Thì cuối cùng ba ngộ ra cái chữ tội hồng phúc lại gì? Thì bên nói là ví dụ như mình bị cái bệnh này, mình đừng có vội cho nó là xui hay là gia đình mình năm nay không có phúc hay là ví dụ vậy, đúng không? Hoặc bất cứ chuyện gì, đi ra ngoài đường bị xe đụng hay bị người này chửi hoặc người kia mắng hoặc ai đó hiểu lầm, mình nói sao số này xui quá vậy. Thì cũng không nên, như nghĩa là lúc đó mình cảm thấy xui thì cũng được, cũng như là Chúa buồn cô đơn quá, cho nó evi xe phát đi, ví dụ vậy, để cha mà sao cha bỏ con á. Nhưng mà rồi Chúa cuối cùng Chúa lại nói cái khó linh hồn con trong tay cha, nghĩa là tin. Thì mình cũng vậy, mình gặp cái chuyện gì nó xui, ví dụ như cái bà gì đó, bà làm con nhức cái đầu, đúng không? Thì lúc đó thì buồn thiệt, chán thiệt, nản thiệt, nhưng mà rồi cũng đặt nó niềm tin. Vì sao này, tại vì nhiều khi đó là cái khúc của mình sau này, ví dụ như hôm nay, ví dụ chưa mới tháng 5 mà, ví dụ vậy, mà 14 người, ví dụ hồi xưa ngồi gãy đầu gãy tay quảng cáo quá trời luôn, ví dụ vậy, mà chưa thằng nào tới hết, ví dụ vậy, biết đâu được. Mình cũng đừng có khai mang chiến thắng quá, mình nhìn lại, mình tìm cách hoàn thiện, ví dụ như cái sơ đồ rảnh cầm ra nhìn địa có ở cái chỗ này, nhớ là chỗ này là nắng nè, ví dụ vậy ha. Mà nếu nắng á, thì để những ví dụ xe xích lô hay gì đó, những cái gì mà trang trí mà người ta đi ngang qua là thôi á, ví dụ vậy. Hoặc là che hay hoặc là kiếm cách che hoặc là sao đó. Còn cái chỗ này mát chỗ này mát là nên để cái gì đó, ví dụ như là còn cái chỗ này yên nè, nó ít xôn xao nè, chỗ đó thì bán sách hay là cái gì đó để cái chỗ bên thân có thể ra lập ra coi cái gian hàng bán sách á, hoặc là bán áo dài lưu niệm cái gì đó. Chứ còn để cần cái chỗ ăn á, nó sô bồ sô bổ á, người ta không thử được, người ta không có bình phẩm
tại người này ngóng người kia chờ với tụi này tới khi mình chưa là khó khiết rồi đó. Ừ. Đó thì mình ngồi mình nhìn sẽ nhìn ra hôm nay em thấy mà ngày mai mình sẽ nhìn ra vấn đề chỉnh lại, ví dụ cho ba nói ví dụ vậy thôi. Nhưng mà nhiều lúc mình ví dụ mình bị tai nạn bị xui xảy ra thì làm sao mà mình phó thác được ba? Tại sao mình hỏi tại sao nhiều người mà không bị mà mình lại bị? Ví dụ tại con nhìn con bị, con nhìn người ta không bị, con nhìn lên trên không mà con nhìn xuống coi ở Việt Nam đó, ở bên châu Phi đó, ở bên Ukraine đó đang nhà vậy nó cũng cái bom vô cái là còn cái thân không mà cái hai cái giò mất tiêu vì sao? Nó mà thực tế có chứ không phải đâu có đâu, để bom nó pháo vô biết đâu đỡ. Nó pháo vô rồi cháy nhà rồi sập nhà rồi cây cối đè rồi gãy chân chuyện nó bình thường, mình tưởng tượng cũng ra vậy. Tại mình nhìn lên lúc thường ông ai bị hết, sao ông ai bị nhiều người bị không tệ hơn mình nhiều. Tuy nhiên là cũng trong lúc mà bị cũng buồn thiệt, không đời sao mà nó bạc bẽo mà không anh ai bị hết, tự nhiên mình bị ví dụ này đau hả bạn? Không có nữa. Mình làm vậy thì đỡ cho mình cái nguồn mà cứ than phân chứ là sao mà xui thế rồi con nghĩ rồi rốt cuộc được cái gì? Không được gì hết. Được cái gì mà thêm thất vọng, mà thêm lo âu, mà thêm buồn, rồi cái người chung quanh là thấy rầu thêm, vợ con nó rầu đó. Đúng không? Còn mình lạc quan thì vợ con mình cũng lạc quan chứ. Đúng không? Cái chuyện đó. Thôi mình sẽ bắt tay nhau vượt qua, ví dụ vậy ha, động viên nhau tự nhiên thế, kết nối tình thân mình mà mình có sức mạnh mình vượt qua đó. Chứ mình ngồi mình tham được cái gì, mình muốn có cái đó phải có niềm tin hay tin một cái đứng nào đó chứ, chứ nó không tin là như mấy ông vô thần mà có cái ý chí đó thì không có, ba nghĩ là không thể có. Nên chỉ có một cái niềm tin hoặc cũng được, thần này thần kia cũng được, nghĩa là có niềm tin một cái đứng nào đó mà mình cho là tốt. Rồi thì mình sẽ có cái khả năng mình vượt qua được. Gì hả? Cuối cùng gọi là phúc. Phúc gì? Tội không phúc. Tội không, tội không phúc là chỉ có nói đó, cái tội không ạ? Ông bà ai dông ai và phạm tội thôi, chứ không nói tới những cái tội này, nhưng mà từ cái đó mình dẫn ra những cái khác. Có thể những cái tội, cái lỗi mình làm hôm nay nè, mà mình biến đổi được á thì mới làm phúc, chứ còn cái tội mình làm mà nó càng dẫn mình đi xuống nhưng mà hư đốn rồi sao mà phần phúc được. Ý nói cái tội phần phúc là vậy này, con nãy giờ ba nói thì con ba liên tưởng tới chuyện thực tế thôi. Hiểu. Chứ còn cái tội mà ông anh trong bà làm á là tội đó là nó đem lại cái hạnh, là có phần phúc là mình được con Thiên Chúa xuống để tỏ lộ Thiên Chúa là ai, là tình yêu, yêu thương mình rồi dạy mình yêu thương người khác thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà ông ai bà với bà dông không phạm tội thì tốt hơn đúng không? Ba nghĩ nó không tốt hơn. Phải không? Ba nghĩ nó không tốt hơn. Tại sao không tốt hơn? Họ không phạm tội thì nó có bị đầy kiếp người. Tại vì sao? Mà cái này nó cũng hơi nếu có ai nói chưa, nhưng mà ba nghĩ vậy nè, cái tình yêu á nó phải có đối tượng. Ví dụ như con nói con yêu thì là sao, nghĩa là con tỏ tình yêu với một cái người nào đó, hoặc một cái vật nào đó, hoặc là một cái khung cảnh nào đó, là mình trong cái khung cảnh đẹp quá thì con phải có cái đối tượng, đúng không? Mà Thiên Chúa là tình yêu thì Thiên Chúa phải có đối tượng để tỏ cái tình yêu đó chứ, thì mới là tình yêu, mới là Chúa là tình yêu. Cái Chúa là tình yêu rồi không có ai hết, rồi không có ra ai hết. Đương nhiên ba một Chúa tình yêu, Chúa có cha con thánh thần á, là cũng ba người đó vì yêu mà nó ra ba người đó, mà ba người là một, mà một là cũng là tình yêu.
mà tình yêu nó phải có đối tượng. Ví dụ con yêu ai đó hoặc là thương con chó, thương con mèo thì mới tỏ lộ được cái tình thương. Chứ còn một mình con mà nó con yêu thì con thấy con nghĩ con có không? Nghĩa là có tình yêu không? Một mình con vậy không có ai hết, nghĩa là một mình con thôi. Có nghĩa là thương phải có đối tượng. Phải có đối tượng. Mình tỏ những cái sự yêu thương của mình. Đó. Thì nếu Chúa tạo ra mà do mà bà như con gà con vịt thì để trong vườn nó cứ ăn cỏ nó dày dày hoài, nó không có cái tội gì, không có cái gì phải phạt hết trơn á. Đúng không? Thì Chúa có tỏ lộ được. Nhưng mà Chúa thương Chúa đưa xuống rồi. Nhưng mà thương thì tạo ra rồi, đã thương rồi đó, nên là có đối tượng rồi đó. Nhưng mà tại Chúa là tình thương nó vô biên, nó khổ cái là cái từ vô biên đó. Thương mà thương hết sức luôn á, thương mà thương quá trời luôn á. Mà quá trời thì sao? Là phải ghét cho cái người mình thương thì mới là quá trời. Chứ là thương mà thì thương, nhưng mà mày thương mày cái đó mày đừng ăn mà mày cứ ăn. Ta cũng thương. Hả? Yeah, thương. Nhưng mà không cứu, nhưng mà cho phạt mày cái tội đó, ví dụ mày ăn, ví dụ vậy ăn mày cho mày đau bụng chết bà mày luôn đấy, ví dụ vậy. Nhưng mà thương vẫn thương. Nhưng mà thương vậy thì nó chưa tới. Hả? Thương vô biên á, thương mình có người không hiểu nổi luôn á, có nghĩa là phải chết. Thương là chết cho cái người mình thương mới là thương tuyệt đối, đúng chưa? Mà Chúa là tuyệt đối, Thiên Chúa mà là vô thủy vô chung, nghĩa là không có đầu cũng có cuối, mà nó vừa đầu là nó vừa cuối, nó là cái gì mà nó tuyệt đối. Nên khi tình thương mà tuyệt đối thì chỉ có cách là chết cho cái tình thương đó thôi. Anh chị chú sai cho con xuống dạy cho mình cái yêu thương và chết, chấp nhận cái chết luôn. Đương nhiên trước khi chết cũng Chúa ở sao mà Chúa bỏ con, ví dụ vậy không? Mà hơi máu này kia đất cái không? Chúa đừng bắt con uống chén đắng này. Rồi là đồ đệ thì bỏ chạy mất tiêu không? Nhiều cái lắm rồi. Đồ đệ thì bán, ví dụ vậy. Nhưng mà nó thì ngon lắm, nhưng mà tới lúc bận trận cái là biến mất tiêu, ví dụ vậy. Thấy cô đơn nữa là cảm xúc hết tất cả những cái gì mà con người có thể sẽ gặp trong cái đời sống con người đó. Ví dụ mình là người yêu bỏ, cảm thấy tuyệt vọng, thấy cô đơn, thấy bị phản bội, ví dụ vậy, rồi bị lừa, ví dụ vậy, thì bị bán cho người ta, thì Chúa trải qua hết những cái đó, những cái thân phận làm người mà bị cái gì đó đánh đập đau đớn rồi bệnh tật rồi bị lừa, rồi bị phản bội, rồi bị mày ngon mày xuống coi, ta tin thiệt. Chúa có quyền làm được xuống về không sao hết, nhưng mà bị cái thằng đó mình ngon mày xuống đấy, tất tí. Nghĩa là bị thử thách nhiều lắm, nó đủ con người nó đủ, nó bị cái gì thì Chúa bị trước. Và Chúa thầm gương cho mình vẫn làm tin ở Chúa Cha, cuối cùng nó nói khó đến hồn con trong thành Cha. Thì cái tình thương đó nó vừa dạy mà nó vừa dạy con người mà nó cao siêu lắm con. Không nên chi là ta nghiệm thấy, bác nghiệm thấy cái gì không? Mình may mắn lắm không? Mình hiểu được cái chuyện đó. Nhưng mình có thể hy sinh được cho vợ, cho con, cho bạn, cho bè, cho xã hội. Mình hy sinh nó có ý nghĩa, đúng không? Sao bà khóc vậy? Bà thấy Chúa thương bà nhiều quá. Bà thấy bà mừng Chúa thương bà nhiều quá. Cho bà hiểu được vấn đề mà rồi. Mình không có gì ngại cái vụ mà chết xong không có gì hết. Chết mấy bà Chúa mà buồn gì. Chết là về với Chúa. Mà Chúa là tuyệt đối là ngon lành mà mất gì buồn. Bây giờ con phải vui mới đúng. Hả? Không có nói như vậy. Tại vì con sẽ chết thì con sẽ về với bà chứ. Thì con chết trước thì được. Chết trước chết sau Chúa lo, có chuyện đó con đừng có lo. Không, con đó là Chúa lo. Con đừng có lo chuyện đó. Cái đó là con cứ để trong đầu, con phải chấp nhận ngày mai có thể đi cái ngày
đi kia gặp chuyện này gặp chuyện nào có thể chết bất cứ lúc nào. Khi mình nghĩ được chuyện đó thì mình sẽ, khi mình biết cái chết nó ra sao đó, thì mình sẽ hiểu được cái sống phải làm gì, Nhưng mà con không đúng sợ không? con chết, con chỉ sợ người xung quanh chết Ừ. thôi. Ba không có đi, ba phải chết sao con? Nó hỏi Chúa rồi ba không biết, ba Con nói trước rồi đó. khóc rồi là khóc là hạnh phúc chứ không phải khóc buồn đâu. Thì con khóc buồn. Đáng lẽ là năm nay con 40 rồi, nếu mà Chúa nghe cầu nguyện là năm nay con chết trước ba đó. Nói vậy mà con vẫn chưa hiểu nữa thì thôi chứ. Thì con hiểu. Hiểu mà buông cái ba là sao? Thì con Thì đó là Chúa lo, con đừng có lo chuyện đó, đó là Chúa lo. hiểu. Con lo đây này, con lo con biết tình yêu nó đang thế nào, sống làm sao, rồi xong. Còn chuyện chết sống Chúa lo, mình không có lo. Chết cũng vui, mà cho sống cũng vui, mà sống khổ cũng vui, mà sống giàu cũng vui, không phải là sống khổ mới vui, mà sống sống phung phí, sống cũng vui, miễn sao là mình cảm thấy vui được rồi. Ủa con đâu có buồn, chú cho chết đâu, con đâu có buồn. Con đâu có buồn chú cho con chết đâu, con chỉ buồn chú cho người thân con chết thôi hả? Khác sự khác khác biệt mà ba. Không phải cái người thân chết thì chú cũng dạy mình một cái bài học gì đó, sao con không rút ra một cái bài học gì đó, tại sao không rút ra được một cái gì đó cho cái sự cho cái việc người thân mình chết nó có ý nghĩa gì không, phải tìm ra chứ. Ý nghĩa chứ, ý nghĩa là mình đau lòng xót dạ chứ có ý nghĩa gì đâu. Cái đó là khóc dạ đương nhiên là có rồi, còn nữa nó nhiều ý nghĩa lắm. Ý nghĩa làm sao mà mình cảm thấy mình phấn khởi, mình yêu Chúa nhiều hơn. Chứ mà mình cũng thấy ý nghĩa là sao trời Chúa cất sớm quá, rồi Chúa này kỳ quá, ví dụ vậy. Như vậy thì đâu phải là ý nghĩa đúng, phải ý nghĩa đúng ra. Mình tìm ra một cái gì đó để mình cảm thấy mình yêu cái lý tưởng của mình nó nhiều hơn nữa, chứ còn mà đi xa Chúa chửi Chúa thì sao, Chúa cất đi cái người con thương, Chúa cất đi sớm quá, ví dụ vậy. Thôi giờ dẹp Chúa đi thì lại khác. Nó tìm ra ý nghĩa để gì, để rốt cuộc là mình cảm thấy mình trong Chúa là mừng rồi. Như mình nói để cho con đừng có buồn, chết sống đừng có Thì buồn, con đâu có buồn. mà về với Chúa mới cho con buồn. Thì con đâu có buồn. Thì con về con muốn dành Chúa sớm hơn ba cái gì. Đúng rồi. Thì đó thì cầu xin đi. Thì mấy con nói là chú kêu cho mình, chú cất mình về Thì thì đâu có buồn. cầu xin con dành Chúa sớm hơn ba. Có cầu mà. Chú không chịu đâu, chuyện của Chúa với con. Ủa, này đâu phải chúa đâu, tại vì ba không chịu ăn mà. Ba ăn vô khỏe lại thì thôi, cái này là ba làm chứ không phải chúa làm. Không phải cũng cố gắng chứ không phải không cố gắng đâu, tại vì nó bên đó là nó ấn trên cổ rồi nè. Còn ăn hết rồi. Ăn sức nữa nha. Nóng rồi kìa. Tối đến sáng là nhiều giờ lắm, nằm chừng một tiếng là cái ngày nóng, lưng nó nóng á, nóng là thức dậy à, thức dậy là đi vòng, nếu đói thì ăn. Phòng này có lực quá không hay cho ba năm mới lạnh nhé. Không lạnh nên như cái lạnh quá mình tối mình không để ý, Con mình bộ gì nóng mình nó sát cái giường nè, còn ở ngoài này tiếp xúc với lạnh thì cảm giác lạnh cái nãy này như bị ni lông, mà nó ni lông thì phải, nó nó thấy con đem vải vô cho ba đi. Kia vải mà lót trên ni lông cũng vậy thôi, là cũng nóng thôi. Dưới này là cái này là ni lông mới giữ được lâu chứ, máu người ta dính vô làm sao mà giặt. Cái bọc này nó ni lông nó chỉ bọc vải thôi, thì vải nằm trên ni lông thì nó cũng đâu có thoát hơi được, Phải không? thì nó nóng, nhiệt độ mình ra nóng nóng thì thức thức thì vậy đi đi Hay kiếm để gì ăn. em dẫn vô cho ba nhé. Không ý mà nói là có giờ có cái việc mình thức dậy để mình đi lui đi tới á, cái nằm chỗ ngủ ngon ngủ tới sáng Tốt chứ sao? rồi nó đỡ cái lưng đó,
nằm trên giường lỡ lưng nó không biết không? Phải không? Tại nó ủ mồ hôi á. Bạn mới nói là đưa cho ba cái giỏng. Ừ, không phải, nó không phải đơn giản rồi. Vậy giờ làm sao? Trong này nó thi mấy thi chịu thôi chứ sao? Người ta vẫn nằm từ mấy chục năm nay, người ta vẫn nằm đây. Mình bày đặt giỏng giết. Được rồi, không sao đâu. Nghĩa là bây giờ cái này nó nóng, ba muốn nó có gì khác không? Không, nó thì quay trở lưng thôi. Lưng bên này nóng thì quay trở lưng bên này. Quay cái lưng này lên. Trong mình quay cái lưng. Thì lưng này quay lên. Rồi nóng thì quay lại. Rồi nóng nữa thì ngồi dậy. Lưng hết hết nóng rồi nằm xuống. Giờ còn đang không hay đỡ rồi, rút dâu chưa? Giờ cũng đang không biết cỡ nhiều chị, từ 12 giờ, từ 2 giờ tới giờ nó cũng đang chị không biết nước lạnh hả ba? Nè uống chán miệng đi. Rồi đem về luôn á, gân ù nữa. Rồi đem về luôn. Nè quá bời ba, chủ nhật này phục sinh rồi. Nước mà nó cặn rồi về. Rồi, cuối cùng anh nghiệm gái gì? Anh nói ra, nghe cái câu đó đó, là nghiệm gái gì? Thì mà kể đó, cái tội gì á, nhiều khi mình tưởng là nó xấu nhưng mà nhiều khi nó dẫn tới cái tốt. Thì nghiệm ra là mình bệnh vậy nè. Hôm nay bị bác sĩ vô nè, rồi cái trường hợp mấy tháng nay ba ở nhà nè. Không? Rồi con tới con thấy nặng là con bà chạy vô đây nè. Thì mọi thứ đó là có cái sự sắp đặt của chú hết á, mà nó cũng có cái lợi. Ba ở nhà 3 tháng không chịu vô cũng có cái lợi của nó. Rồi cuối cùng con dẫn qua đây cũng có cái lợi của nó. Nên chứ không phải cái chuyện gì xấu con dẫn vô mới là tốt, còn cái chuyện ba ở nhà 4 tháng trước là xấu không phải, thì cũng có cái lợi của nó. Mà ba vô sớm thì chị sớm à, mà chị sớm thì nhiều khi nó dẫn vô sớm quá đó, cái bom nó rớt lên cái nhà này nè, ví dụ vậy đó, nó rớt ngay cái chỗ mà nằm mình nè, mày sớm quá, mày vô trễ cái thoát rồi, ví dụ vậy. Làm sao mà biết được, đúng không? Tại vì cái chuyện nó không xảy ra chứ mình mới chắc chắn phải vô sớm ngon rồi. Chứ ở bên Iraq á, bên Iran đó, mà cái người bệnh vô sớm á, ngay cái ngày trước ngày động đất á, vô đó nằm cái động đất cái nhà nó sập xuống rồi chết. Tại vì nó xảy ra rồi thì con mới biết đó là mình hên hay là xui. Thế còn nó chưa xảy ra thì nó ở phải lúc đó ở nhà trễ có một ngày cũng đừng có vô là ngon rồi. Không, làm sao mà biết được. Nên chi mọi thứ đều có cái sự sắp đặt của chú trong đó hết. Mình nếu như mình nghĩ như vậy thì mình khỏe lắm. Xui, mình vô trễ quá, phải vô sớm chút sống rồi. Nên chứ không có gì xui, không có gì hên á. Mình nghĩ vậy thì mình khỏe. Trước mắt là không có ơn nghĩa gì với Chúa, cho mình khỏe cái nè. Mình vui vẻ, bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng ok hết á. Không có gì phải buồn hết trơn. Đương nhiên là buồn chút xíu, không phải là mình nó con người mà làm sao không buồn được. Nhưng mà mình buồn cũng vừa thôi, buồn tới cái mức độ mà vừa thôi, đừng có buồn quá mà tự tử hay là làm cái chuyện bậy á, thì đó là buồn quá. Còn buồn ai chẳng buồn, cha mẹ chết ai chẳng buồn, nhưng mà mình tin vào cái chết đó, nó không phải là hết, mình sẽ ít buồn hơn. Nhưng mỗi ngày mình mỗi gần mình gặp cha gặp mẹ, gặp người mình thương mà bây giờ không gặp được nữa, mất đi rồi thì buồn chứ, phải không? Nhưng mà mình tìm cái cách mình nhớ người đó bằng cách là mình cầu nguyện, mình nghĩ tới người đó. Bây giờ chắc nó nhật nó cũng ra ăn bánh với anh rau đồ dương ví dụ vậy. Nó còn nguyện với em với khều khều chú nó miên dưới nó bị với bà gì đó chú bà gì bà quậy đó chúa làm gì tiếp đi ví dụ vậy
có mà. Thì con nghĩ vậy không phải là con thấy con gần gần người bình thường không? Ví dụ vậy. Cũng hơi hơi. Ừ. Nếu người cũng mà bác lấy ông đi người kia đi vậy được cái gì không nhận được cái gì hết á. Còn nếu mình có cái niềm tin thì mình sẽ có vượt qua những cái sóng gió mà nó mình cảm thấy mình nhẹ nhàng, cũng không có gì buồn hết. Tuy nhiên là con người thì nó phải nóng, rồi mình cảm giác nóng mà lạnh thì mình cảm giác lạnh, rồi mình làm sao mình biến cái nóng cái lạnh đó nó thành cái mà nó giúp cho mình tới thoải mái hay là nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Nếu con nghĩ được vậy thì con khỏe, mọi biến cố trên đời không đáng. Ba nói thì nhiều khi hay nhưng mà thực sự gặp chuyện á thì mới biết đá biết vàng. Bây giờ mình mới suy tư thôi, nói thì như thảnh vậy phải không? Cái tới đó thì mình sao thì không biết. Hay quá à. Cái gì nữa? Ba hãy nghe. Để suy tư đâu có cãi qua đâu. Đúng không? Ba hãy mẹ nói y như thiệt vậy á. Mẹ thì nó cũng nói y nói tỉnh bơ đụng chuyện rồi mới biết bà. Chuyện đó mình thấy mình mới xác nhận vậy. Nói thì hay, đụng chuyện tôi chưa chắc à, nên chi mình phải suy nghĩ nó, để khi đụng chuyện mình đi theo cái hướng suy nghĩ của mình mà đừng có đi theo cái cảm xúc cá nhân á, cái tình cảm tự nhiên con người á. Nóng thì giật mình ví dụ vậy, rồi mình nếu mình chuẩn bị trước có thể mình đưa vô cái nóng từ từ mình chịu nhiệt độ nó cao hơn người ta chịu, ví dụ vậy đó, mình chịu từ từ mình sẽ quen đi. Mà cái đó cũng không nên. Không. Như bữa trước ba nói vụ đau đó, ba để ba cứ chịu đựng hoài. Để không đau. Phải chịu đựng, cái đó là tại vì ba nghĩ nó không phải là chịu đựng mà tại nó đau mà không biết làm sao, lại cũng chưa hiểu vấn đề, có thể là mình nó chỉ thoáng qua một hai tuần là nó hết, ví dụ vậy. Đâu có như vậy được. Có chứ, có nhiều cái bệnh tự nhiên nó lành chứ. Có chứ, có. Có nhiều vết thương con cắt đi, chảy máu đi, rác đi. Từ từ nó lành chứ, con người mà nó có cái tế bào nó sinh ra nó tự hàn gắn. Nhiều một ngày bao nhiêu tế bào mình chết, hàng tỷ tế bào chết thì có cái tế bào khác nó sinh ra. Nó thay cho cái bào da đó, nó rụng như từ từ mà nó khác. Da lúc nào cũng có, nhiều khi nó có cái đó chứ không phải không có đâu. Vì có cuộc 3-4 tháng có hết đâu. Thì không hết thì mình đấy chứ. Thì giờ mới đi chữa. Mình chưa biết chứ mình biết rồi. Thì sau này ví dụ như bị lần nữa là biết rồi đó, là bị cái phổi rồi đó, rồi chạy vô uống thuốc rồi, ví dụ như vậy. Tại mình chưa biết thì bây giờ mình biết. Ừ. Để đau hoàng hoại vậy mấy tháng trời. Thôi đi về, đi về. Đi về cho nó biệt. Thương ba nha. Giờ ba làm gì? Ba nằm chờ nghe này nghe kia rồi ngủ thôi. Mấy giờ ngủ? Khi nào nó buồn ngủ, ngủ anh đâu có biết giờ nào. Mà thường thường mấy giờ ba buồn ngủ? Thường khuya lắm. Thường ngủ một chút xíu, rồi cứ thức dậy. Ngủ chút xíu thức dậy chứ không ngủ nguyên giấc từ giờ này tới giờ kia. Sao vậy? Thường tiếng để nóng á, nóng thì mình thức dậy để mình xoay qua bên kia, mình xoay cái lưng, ví dụ là lưng bên này nóng bên này thì mình lật cái này lên trên, úp cái này xuống nó đỡ nóng. Rồi nó nóng rồi mình thức dậy thì mình xoay bên này vậy ngủ ngon lành gì thì mình nghĩ mà nó cần ngủ thì trước khi ban ngủ ban hết mới thức nha, để cho không bị sốt ruột. Khoảng trước ngủ cũng được, phải ngủ 2-3 giấc rồi mới ăn được, 12 giờ mới ăn. Rồi 2 giờ, rồi 4 giờ, rồi 6 giờ đó, có thấy nhiều bữa không? Hả? Thứ 2 tiếng ăn lần đó. Phải không? Ừ. Thì mới hết chứ, này chứ sao hết được. Thôi ba nghỉ ngơi đi.